Loạn 12 Sứ Quân là một giai đoạn nội chiến diễn ra vào cuối thời nhà Ngô, kéo dài từ năm 944 sau khi Ngô Quyền mất cho đến khi Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước, lập ra nhà Đinh năm 968. Cuộc loạn lạc này có nguyên nhân sâu xa từ quá trình phân hóa xã hội thời Bắc thuộc, dẫn đến việc xuất hiện tầng lớp thổ hào, quan lại có thế lực mạnh về kinh tế, chính trị và tạo ra sự phân tán cát cứ. Thực chất của cuộc nội chiến này là việc đấu tranh giành quyền lực tối cao trên đất Tĩnh Hải quân của các thủ lĩnh địa phương khi nhà Đường suy yếu, người Việt có cơ hội đứng lên tranh giành quyền lãnh đạo. Giai đoạn này có mầm mống từ đầu thế kỷ 10 và có cơ hội phát triển mạnh từ khi Dương Tam Kha cướp ngôi nhà Ngô, các nơi không chịu thuần phục. Các thủ lĩnh nổi lên cát cứ một vùng, nhiều người còn xưng vương như An Vương Ngô Nhật Khánh, Vũ Ninh Vương Nguyễn Thủ Tiệp, Quang Hiển Quốc Vương Kiều Thuận, Quảng Trị Quân Nguyễn Khoan hoặc tranh ngôi vua như Lã Sử Bình, Dương Huy, Đỗ Cảnh Thạc, Kiều Công Hãn và đem quân đánh chiếm lẫn nhau. Giai đoạn 12 Sứ Quân kéo dài hơn 20 năm, từ năm 944 đến năm 968 và kết thúc khi Đinh Tiên Hoàng thống nhất đất nước, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt, nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên trong lịch sử của nước Việt Nam. Giống với thời Xuân Thu, chiến quốc của Trung Quốc và chiến quốc Nhật Bản, giai đoạn này cũng có thể coi là một thời kỳ chiến quốc của Việt Nam. Về bối cảnh và lịch sử diễn ra loạn 12 Sứ Quân, các hào trưởng trở thành tiết độ sứ. Năm 905, nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ là hào trưởng Chu Diên, được dân chúng ủng hộ, đã tiến quân ra chiếm đóng phủ thành Đại La, tự xưng là tiết độ sứ. Họ Khúc đã mở đầu thời kỳ tự chủ của người Việt sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Năm 906, tướng Nguyễn Nê theo lệnh vua Đường đem 7.000 quân sang An Nam đòi họ Khúc triều cống. Nguyễn Nê dựng bản doanh ở Thành Quả, lấy vợ Việt sinh ra ba con trai sau này là các sứ quân Nguyễn Khoan, Nguyễn Thủ Tiệp và Nguyễn Siêu. Cũng trong thời kỳ nhà Đường suy yếu, nhiều thủ lĩnh Trung Hoa chạy loạn xuống Tĩnh Hải quân lập ấp mà con cháu họ sau này trở thành các sứ quân như Đỗ Cảnh Thạc và Trần Lãm. Năm 918, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mỹ lên thay hèn yếu, bất lực dù đã có Đại La Hà Nội vẫn không khống chế nổi các hào trưởng địa phương, phải cầu viện nhà Hậu Lương Trung Quốc. Quân Nam Hán tiến sang, bắt Khúc Thừa Mỹ và đem về Quảng Châu. Năm 931, hào trưởng Dương Đình Nghệ từ Ái Châu đánh đuổi thứ sử Lý Tiến của nước Nam Hán, giải phóng thành Đại La. Lưu Công sai Trần Bảo mang quân sang tiếp viện. Dương Đình Nghệ chủ động mở cửa thành nghênh đón địch, tiêu diệt viện binh Nam Hán, chém chết Trần Bảo. Sau đó ông tự lập làm tiết độ sứ, dùng Ngô Quyền, Đinh Công Trư thân sinh của Đinh Bộ Lĩnh, Kiều Công Tiễn làm nhà tướng. Năm 937, Kiều Công Tiễn, hào trưởng Phong Châu, một tướng dưới quyền đã giết hại Dương Đình Nghệ để cướp quyền với lý do Đình Nghệ là người gây ra cái chết của Khúc Thừa Mỹ, chúa cũ của Tĩnh Hải quân. Hai cháu nội của Kiều Công Tiễn là Kiều Công Hãn và Kiều Thuận sau này trở thành các sứ quân ở gần khu vực Phong Châu. Năm 938, Ngô Quyền là con rể Dương Đình Nghệ ra Đại La giết Kiều Công Tiễn rồi dẹp giặc Nam Hán ở sông Bạch Đằng, lên ngôi vua, lập ra nhà Ngô, dựng lại quyền tự chủ. Trong số các tướng có sứ quân Đỗ Cảnh Thạc, sứ quân Kiều Công Hãn và sứ quân Phạm Bạch Hổ. Tàn dư họ Kiều còn lại là sứ quân Kiều Thuận chạy về chiếm vùng núi Hồi Hồ và liên kết với Ma Xuân Trường thâu tóm các tộc trưởng miền núi. Năm 944, Ngô Quyền mất, con trai Dương Đình Nghệ là Dương Tam Kha cướp ngôi, tự lập mình làm vua, xưng Dương Bình Vương. Ngô Dương Ngập con trưởng Ngô Quyền chạy về nhà một hào trưởng là Phạm Lệnh Công ở làng Trà Hương Hải Dương. Dương Tam Kha ba lần sai quân đi bắt Ngô Dương Ngập mà không được. Từ khi Dương Tam Kha lấy ngôi của nhà Ngô, thêm nhiều nơi không chịu thần phục. Đặc biệt là loạn ở hai thôn Đường và Nguyễn, nhiều thủ lĩnh nổi lên chống đối như sứ quân Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm thôn Đường và sứ quân Nguyễn Khoan nổi dậy ở Tam Đái thôn Nguyễn. Sứ quân Phạm Bạch Hổ là con của Phạm Lệnh Công chiếm Đằng Châu, sứ quân Trần Lãm chiếm giữ ở Bố Hải Khẩu. Năm 950, Dương Tam Kha sai Ngô Dương Văn con Ngô Quyền đi đánh hai thôn Đường Lâm và Nguyễn Gia Loan ở Thái Bình. Ngô Dương Văn cho rằng đây là các ấp vô tội và thuyết phục các tướng dẫn quân quay lại lật đổ Dương Tam Kha. Dương Văn không giết Tam Kha, chỉ giáng xuống làm Trương Dương Công. Ngô Dương Văn tự xưng làm Nam Tấn Vương, đóng đô ở Cổ Loa, cho người đón anh trai Ngô Dương Ngập về cùng làm vua, là Thiên Sách Vương. Lúc đó cùng tồn tại hai vua là Thiên Sách Vương và Nam Tấn Vương, sử sách gọi là Hậu Ngô Vương. Năm 951, Hậu Ngô Vương tiến đánh Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư hơn một tháng không được, đành mang Đinh Liễn về Cổ Loa làm con tin. Cũng từ đó Ngô Dương Ngập chuyên quyền, không cho Dương Văn tham dự chính sự nữa. Năm 954, Ngô Dương Ngập bị bệnh thượng mã phong mà chết, chỉ còn một vua là Nam Tấn Vương Ngô Dương Văn. Sau khi Thiên Sách Vương mất, thủ lĩnh ở quận Thao Giang là Chu Thái Quật Cường không thần phục nhà Ngô. Nam Tấn Vương thân chinh đi đánh, chém được Chu Thái. Cũng sau thời gian này, Ngô Dương Văn đi đánh giặc Lý Huy tức Dương Huy ở Châu Tây Long, đóng quân ở cửa Phú Lan,
suốt tháng trời giặc tan mới rút quân trở về. Các sứ quân tham chiến trong loạn 12 sứ quân gồm có: một là Ngô Xương Xí, tức Ngô sứ quân giữ Bình Kiều, Triệu Sơn, Thanh Hóa; hai là Ngô Nhật Khánh, tự xưng là Ngô Lãm Công, giữ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội; ba là Đỗ Cảnh Thạc, tự xưng là Đỗ Cảnh Công, giữ Đỗ Động, Giang Quốc Oai và Thanh Oai, Hà Nội; bốn là Phạm Bạch Hổ, tự xưng là Phạm Phòng Át, giữ Đằng Châu, Hưng Yên; năm là Kiều Công Hãn, tự xưng Kiều Tam Chế, giữ Phòng Châu, Phú Thọ; sáu là Kiều Thuận, tự xưng là Kiều Lệnh Công, giữ Hồi Hồ, Cẩm Khê, Phú Thọ; bảy là Nguyễn Khoan, tự xưng Nguyễn Thái Bình, giữ Tam Đài, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; tám là Nguyễn Siêu, tự xưng là Nguyễn Hữu Công, giữ Tây Phù Liệt, Thanh Trì, Hà Nội; chín là Nguyễn Thủ Tiệp, tự xưng là Nguyễn Lệnh Công, giữ Tiên Du, Bắc Ninh; mười là Lý Khuê, tự xưng là Lý Lãng Công, giữ Siêu Loại, Thuận Thành, Bắc Ninh; 11 là Trần Lãm, tự xưng là Trần Minh Công, giữ Bố Hải Khẩu, Thái Bình; và cuối cùng là Lã Đường, tự xưng là Lã Tá Công, giữ Tế Giang, Văn Giang, Hưng Yên. Các sứ quân tham chiến trong loạn 12 sứ quân như thế nào? Năm 965, Ngô Xương Văn đi đánh thôn Đường, tức Đường Lâm của sứ quân Ngô Nhật Khánh, và thôn Nguyễn Gia Loan của sứ quân Nguyễn Thái Bình bị phục binh bắn nỏ chết. Khi Ngô Xương Xí nối ngôi, Ngô Nhật Khánh là anh em cùng họ cũng kéo quân từ Đường Lâm về Cổ Loa tranh giành. Cũng trong năm 965, Thứ sử Phong Châu Kiều Công Hãn kéo quân về triều đình Cổ Loa cùng tranh ngôi vua với Lã Sử Bình. Con của Ngô Xương Ngập là Ngô Xương Xí phải lui về giữ đất Bình Kiều, trở thành Ngô sứ quân. Theo sử gia Ngô Thì Sĩ, lúc đó Nam Tấn mới mất, trong nước rối ren, Đinh Liễn có công dẹp loạn, lại được phong tước, chứ chẳng như những con tin tầm thường nhân lúc loạn lạc mà trốn về. Đinh Liễn sau 15 năm làm con tin ở Cổ Loa đã trở về Hoa Lư, cùng cha là Đinh Bộ Lĩnh sang đầu quân cho sứ quân Trần Lãm ở Thái Bình. Năm 966, Thứ sử Dương Huy, Thứ sử Kiều Công Hãn, tham mưu Lã Sử Bình và nha tướng Đỗ Cảnh Thạc tranh nhau làm vua. Đinh Bộ Lĩnh giết được Lã Sử Bình, kiểm soát được thành Cổ Loa. Các tướng Kiều Công Hãn, Đỗ Cảnh Thạc thua chạy về Phong Châu và Đỗ Động, nổi dậy thành sứ quân. Các sứ quân ra mặt đánh chiếm lẫn nhau, Phạm Bạch Hổ tấn công Trần Lãm, Lã Đường tấn công Đỗ Cảnh Thạc, Kiều Công Hãn tấn công Nguyễn Khoan, Nguyễn Thủ Tiệp giết Dương Huy chiếm Vũ Ninh và tự xưng là Vũ Ninh Vương. Năm 967, sứ quân Trần Lãm mất, sứ quân Ngô Nhật Khánh từ Đường Lâm, Đỗ Động Giang tập hợp 500 con em Ngô Tiên Chúa đánh Bố Hải Khẩu. Khi đến đất Oman thì bị Ngô phó sứ chặn đánh phải bỏ về. Đinh Bộ Lĩnh liền cất quân đi đánh, không bộ lạc nào ở đó không hàng phục. Các sứ quân Phạm Bạch Hổ, Ngô Nhật Khánh, Ngô Xương Xí đem quân về hàng, lực lượng họ Đinh ngày càng lớn mạnh. Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp các sứ quân Đỗ Cảnh Thạc, Nguyễn Siêu, Nguyễn Khoan, Kiều Công Hãn, Kiều Thuận. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh tiếp tục đánh dẹp các sứ quân Lý Khuê, Lã Đường và thống nhất Tĩnh Hải quân, lên ngôi hoàng đế ở kinh đô Hoa Lư, chính thức lập ra triều đại nhà Đinh trong lịch sử Việt Nam. Loạn 12 sứ quân để lại hậu quả rất nặng nề, dẫn đến tình trạng xóa bỏ chính quyền trung ương. Xu hướng chia cắt phân tán lực lượng tạo điều kiện thuận lợi cho các thế lực xâm lược mà trực tiếp là cường quyền Trung Hoa thâu tóm và khôi phục lại ách đô hộ cũ. Cuốn lịch sử Việt Nam của Ủy ban Khoa học Xã hội năm 1971 viết, các thế lực phong kiến nổi dậy, mỗi người hùng cứ một phương và tranh giành nhau quyết liệt, thôn tính lẫn nhau. Loạn 12 sứ quân đã gây ra biết bao tổn thất, đau khổ cho nhân dân và đi ngược lại nguyện vọng hòa bình, thống nhất của dân tộc. Việc vua Đinh Tiên Hoàng khôn khéo kết hợp dùng võ công và biện pháp chiêu hàng các sứ quân để sớm chấm dứt loạn 12 sứ quân là rất kịp thời. Vì không lâu sau đó nhà Tống xuôi tới Quảng Châu, diệt nước Nam Hán năm 971, áp sát biên giới Đại Cồ Việt. Nếu không có sự xuất hiện của Đinh Bộ Lĩnh để thống nhất quốc gia bị chia sẻ tan nát thì Việt Nam khó thoát khỏi họa xâm lăng từ phương Bắc tái diễn khi nhà Tống hoàn thành việc thống nhất Trung Hoa. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Nếu thấy hay và hữu ích hãy đăng ký, chia sẻ để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.